Tân Ái chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái căn nhà với cái view đẹp nhất Sài Gòn trước mặt các bạn đó, máy bay đang hạ cánh tuyệt vời. Đây là cái căn nhà của bạn đây. Có thể các bạn về xả stress, uống cà phê vào buổi chiều tối để ngắm cảnh máy bay, những cái sinh hoạt của sân bay tuyệt vời. Ngôi nhà thì như mình đã nói, nhìn máy bay lên xuống là các bạn thấy cũng tuyệt vời rồi đó. Một cái ngôi nhà được thiết kế rất hoàn hảo, nhưng mà giá thành thì rất là thấp. Thì cái diện tích mình sẽ báo ở phút thứ 3, 3 phút 30, giá thì phút thứ 4, và đường đi hướng dẫn cho các bạn là phút thứ 11, các bạn đón theo dõi. Rồi, giờ mời các bạn tiếp tục bước vào căn nhà này. Căn nhà gồm có một trệt 4 lầu, nghĩa là 3 lầu và sân thượng đó. Nó nằm ở hẻm 417 Quang Trung, với nội thất rất sang trọng, và toàn bộ cái nội thất này sẽ để lại cho các bạn. Rồi khi các bạn bước vào thì có một cái sân để xe nhỏ nhỏ các bạn ha. Tiếp tục là cái phòng khách, đó những cái mảng tường được ốp gạch trang trí khá đẹp, vừa cách âm vừa cách cách nhiệt. Tivi đó cũng sẽ của các bạn luôn, nếu các bạn sở hữu căn nhà này và để nguyên hiện trạng cái nội thất như thế này. Rồi đây là cái phòng khách này các bạn này, với cái diện tích thì nó cũng hơi nhỏ thôi, khiêm tốn, nhưng với gia chủ thiết kế khá đầy đủ. Cũng có chỗ để xe phía trước. Phòng khách này cũng có ghế salon, cũng có kệ tivi. Trần thì cũng giật cấp khá đẹp. Nền thì được lát gạch bóng kiếng 60-60. Tiếp tục các bạn đi vào trong thì có những cái kệ để các bạn để đồ. Đó, có thể để bông, để hoa, để những cái thứ lặt vặt các bạn ha. Rồi đi sâu vào bên trong nữa, lên cầu thang để lên ở trên. Cầu thang các bạn nhìn thấy rồi, đá khá đẹp, đá màu trắng có những cái vân vàng rất hay, và có hệ thống đèn led chiếu sáng toàn bộ. Kế đến là cái tủ lạnh. Tủ lạnh đời mới đó các bạn ha, tủ lạnh khá cao và cũng thuộc các bạn luôn. Cái tủ lạnh này thì các bạn đổ nước vào là nước chảy ra là mát đó các bạn ha, rất là hay. Đặc biệt các bạn vào cái căn bếp thì các bạn mình sẽ thuyết minh cho các bạn xem. Đó, đây là có một cái máy này các bạn này, cái máy đựng gạo. Đó, các bạn đổ gạo vô trong đó, các bạn bấm thì ví dụ như mình bao nhiêu ký thì mình bấm cái nó chảy ra các bạn ha, rất hay. Rất là tiện. Đó, nó có những cái hộc rất nhỏ rất hay. Kế bên là cái lò nướng. Phía trên là cái bếp âm, và trên đầu là một cái máy hút mùi. Tất cả là có hệ thống đèn led chiếu sáng khá hay. Mặt bếp á, thì bằng đá granite nha các bạn ha, màu trắng vân vàng. Kính ốp bếp màu xám xám cũng khá hay, sạch sẽ. Đặc biệt là cái vòi rửa này các bạn này, cái vòi rửa lavabo này, chậu rửa này. Đó, kéo ra kéo vô, các bạn không cần phải xoay cái vòi đâu. Các bạn kéo thì các bạn rê cái vòi nước đi đâu cũng được. Và bên cạnh đó đó là nó có một cái vòi để uống nước tại vòi đó. Rồi với căn nhà này có diện tích là ngang 3m47, dài 10m, công nhận trong sổ là 30m07, và diện tích sử dụng là 101,9m2, sổ hồng riêng, và căn nhà tọa lạc vào hướng nam. Đó, đây là toàn bộ cái bếp mình quay cho các bạn đó, và mình xin thông báo giá luôn các bạn này, giá chính chủ ngay đó là 4 tỷ 420 triệu còn thương lượng. Mình xin nhắc lại là 4 tỷ 420 triệu còn thương lượng. Rồi sau khi mà mình tham quan cái bếp xong, đây là cái nhà vệ sinh của cái tầng trệt các bạn nè. Cũng khá hay, cái lavabo là lavabo dài, cái vòi nằm về một bên. Đó, khá hay, khá lạ các bạn ha. Cũng đầy đủ, gạch được ốp các cái mảng khác nhau, sạch sẽ, có vòi sen, có lavabo, có kính, đầy đủ. Đó, rồi các bạn đứng như trong nhà nhìn ra này, đó, như các bạn nhìn rất là sang trọng, vừa mới vừa sang trọng. Mình thấy là các bạn bỏ ra 4 tỷ mấy mà các bạn sở hữu căn nhà như vậy thì tuyệt vời rồi, không phải lo nghĩ gì nữa. Đó, giờ mời các bạn đi lên lầu 1.
Các bạn nhìn thấy đá cầu thang không? Đẹp vô cùng. Hệ thống đèn LED chiếu sáng luôn. Các bạn đi không sợ vấp, sợ té. Như mình đã nói đó, với cái căn nhà này các bạn lên sân thượng có một cái view nhìn sân bay tuyệt vời. Và mình nghĩ là không có căn thứ hai đâu. Các bạn đi làm về xả stress thoải mái luôn, uống cà phê. Đó, tổ chức những bữa tiệc ngoài trời ở sân thượng, nhìn máy bay lên xuống hạ cánh tuyệt vời. Rồi ở lầu 1 này các bạn này, bước vào thì bên tay trái các bạn có một cái nhà vệ sinh cũng với đầy đủ tiện nghi. Gạch được ốp lên sát trường. Gạch được ốp lên sát trần. Và gạch nó có những cái chấm bi khá đẹp và cũng khá hay. Đặc biệt có phòng tắm đứng bên trong. Kính soi thì cũng cảm ứng nha các bạn ha, các bạn bấm cái sáng đèn rất hay đó. Cũng có sen tắm, cũng có lavabo bàn cầu. Lavabo bàn cầu, hệ thống thiết bị vệ sinh là của Casa nha các bạn ha. Rất là có uy tín. Đây là cái phòng ngủ ở lầu 1 đây, cũng có kệ. Đó, cũng có vách bằng gỗ. Trần thì cũng được giật cấp. Có giường, có ra, có nệm, đầy đủ tiện nghi ở trong đây rồi. Các bạn chỉ việc dọn về ở thôi. Đặc biệt ở đây các bạn này, nó có một cái góc ở đây này. Các bạn có thể kê bàn làm việc, bàn học. Đó, hoặc là cái bàn trang điểm các bạn dời ra đây cũng tuyệt vời. Phía trước là hệ thống cửa kính 8-10 ly, kính cường lực, nhôm sinh pha, vừa cách âm vừa cách nhiệt. Nghĩa là chống ồn tuyệt đối luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng thể cái phòng ngủ ở lầu 1 đây. Mình hơi nói kỹ một chút xíu để các bạn để các bạn xem và chiêm ngưỡng. Đó, trong cái góc này thì có cái bàn trang điểm khá hay. Kính cũng bằng kính cảm ứng luôn các bạn ha. Các bạn mở chấm cái là đèn nó sáng rồi đó. Rồi cũng có tủ âm, tủ gỗ để đựng quần áo. Tuyệt vời. Rồi, giờ mời các bạn đi lên lầu 2. Đó thì ở lầu 2 cũng giống như ở lầu 1 thôi các bạn. Thì bên ngoài cũng có một cái nhà vệ sinh với đầy đủ tiện nghi như ở lầu 1, không khác gì. Cũng có vòng tắm đứng, cũng có lavabo bàn cầu, cũng có kính soi. Đó, hệ thống thiết bị thì cao cấp rồi đó. Rồi, đây là cái phòng ngủ ở lầu 2 này các bạn. Thì như mình đã nói cũng giống lầu 1 thôi, cũng có kệ, cũng có vách gỗ, cũng có góc để các bạn kê bàn làm việc. Và đặc biệt đây là có cái view nhìn ra sân bay rồi, với hệ thống cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực 10 ly. Đó, máy bay lên xuống mà các bạn không nghe một tiếng ồn nào, tuyệt vời. Chút xíu lên sân thượng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái góc để các bạn ngồi nhìn ngắm máy bay. Đó thì đây là cái quang cảnh của toàn bộ cái phòng ngủ ở lầu 2. Rồi, giờ mời các bạn tiếp tục đi lên lầu 3. Đó, hôm nay mình làm cái clip cũng hơi dài. Tại vì nó nhiều, rất là nhiều phòng. Và mình muốn giới thiệu các bạn rõ hơn. Tại vì đây là những cái vật liệu cũng khá cao cấp. Đó, ở lầu 3 thì bước vào các bạn đây có một cái phòng giặt phơi. Nghĩa là các bạn đi làm, các bạn phơi áo quần trong đây cũng tuyệt vời, không sợ nắng, sợ mưa và không sợ gió. Đó, các bạn có thể cải tạo đây làm một cái nhà vệ sinh cũng được, không sao cả. Nhưng mình nghĩ như đây là một cái hệ thống để mà các bạn giặt giũ phơi phóng ở đây là tuyệt vời rồi đó. Rồi, ở đây cũng lầu 3 này ngoài cái phòng giặt ra thì có một cái phòng ngủ với diện tích cũng bằng các cái phòng ở dưới. Đó, thì tiện nghi nó cũng như các phòng ở dưới thôi. Lên đây thì các bạn nhìn cái view càng rõ hơn. Đó, nghĩa là các bạn chiều về các bạn kéo màn ra rồi ngồi nhìn máy bay lên xuống cũng tuyệt vời. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tuyệt vời. Đây là một cái mình thấy hay nhất, nó giống như một cái lá phổi á, cho căn nhà. Tại vì một cái khoảng không mênh mông và cây xanh rồi này kia đó, thì cái không khí rất là tuyệt vời, trong lành.
Rồi, và đây là cái nhân vật chính các bạn đây. À, đây là cái sân thượng. À, sân thượng thì các bạn đó nhìn ra đã không? Đây cũng có kính cách âm luôn các bạn này, kính xích pha cường lực. Đó, đây là một cái sân thượng các bạn có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, các bạn uống cà phê, các bạn ăn uống vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Bà con anh em lên tới đây vừa uống cà phê, vừa nhậu, vừa làm những cái bữa tiệc, rồi vừa ăn uống, vừa nhìn máy bay lên xuống và hứng được những cái làn gió của sân bay, tuyệt vời luôn, không ô nhiễm, không khói bụi. Đó, các bạn nhìn quang cảnh sân bay thấy không, tuyệt đẹp. Bởi vậy mình nói là không có cái cảnh thứ hai, cái view thứ hai đâu các bạn, tuyệt vời luôn. Đó, máy bay lên xuống đây là đó, các bạn nhìn thấy máy bay không, máy bay đang hạ cánh. Đó, đây là những cái sinh hoạt của sân bay nha các bạn ha. Máy bay mà còn đông hơn xe hơi ở ngoài đường nữa các bạn, và lên xuống liên tục. Đó, các bạn ngồi đây các bạn có thể xả stress, tuyệt vời. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, không khí lại trong lành. Rồi, bây giờ mời các bạn đi theo mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đi vào cái căn nhà đó, để các bạn xem có phù hợp với mình hay không. Mình đang đứng trên con đường Quang Trung đây. Đó, hướng trước mặt các bạn bên tay phải là đi về ngã năm Chuồng Chó, đi về bệnh viện 175, đi về sân bay. Đây ra ngã năm Chuồng Chó chừng khoảng 300m. Và cái hướng ngược lại đó là đi về công an, ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, công an quận, co-op Mắc, chợ đêm Hành Thông Tây, bệnh viện Hồng Đức. Đây, đây là mình đang đứng ngay cái hẻm 499 Quang Trung đây các bạn. Từ đây đi vào căn nhà chừng khoảng 400m các bạn ha, chừng khoảng 400m. Rồi, giờ mời các bạn cùng đi. Đây là con hẻm 499 Quang Trung. Hẻm khá rộng, xe hơi chạy luôn nha các bạn ha, xe hơi chạy luôn. Rồi, ngoài đường chạy vô ngã ba đầu tiên các bạn quẹo phải, gặp cái trường mầm non Thiên Thanh này các bạn quẹo phải. Và chạy chừng khoảng 30m bên tay trái các bạn. Đó, có cái đường quẹo vô cũng ngã ba đầu tiên luôn. Đó, hẻm này là hẻm 417 đây. Đó, đường khá rộng các bạn ha. Rồi, từ cái quẹo thứ hai bắt đầu vô bên tay trái, ngã ba đầu tiên lên, các bạn quẹo, quẹo tay trái luôn. Đó, trước mặt các bạn là cái quán tạp hóa Cô Lệ gì đó, các bạn quẹo vô. Khu dân cư rất là ổn định và đông đúc. À, các bạn gọi ở đây các bạn chạy. Rồi tới đây là gặp cái hẻm 67 các bạn này. Nghĩa là 417 gặp 67. Các bạn quẹo phải. Và các bạn đi tới căn nhà. À, các bạn nhìn thấy cổng hẻm, mà hẻm hiện tại khoảng 3m các bạn ha. Khoảng 3m. Rồi, các bạn tới căn nhà rồi đó. Đó thì trên đây mình đã giới thiệu với các bạn một cái căn nhà ở hẻm 417 Quang Trung, Gò Vấp thuộc phường 10. À, có một cái view khá đẹp, các bạn nhìn ra sân bay cả ngày lẫn đêm. Đó là một trong những mà cái đặc điểm của cái căn nhà này, và là một trong những cái căn nhà mà mình thấy hưởng cái luồng không khí của sân bay đó. Nghĩa là nó trong lành, nó không có khói bụi, rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là cái hồ sơ pháp lý các bạn ha, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có thể công chứng liền trong ngày. Rồi, trên đây là toàn bộ cái căn nhà mình giới thiệu các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn luôn thành công và may mắn.